Xin chào, chào mừng các bạn đến với vlog đầu tiên của mình. Vlog của mình thì không giống vlog của các bạn khác. Mình không nói về cuộc sống như kiểu GV hay là kiểu những thứ xung quanh như kiểu Vime hay là Việt Anh, cũng chẳng phải để quảng cáo cho các sản phẩm như kiểu phở. Xin giới thiệu qua, mình là Sơn, mình là một bartender. Về bartender chắc các bạn sẽ nghĩ ngay là vlog mình làm về cái gì. Đúng rồi đấy, đó là về cocktails. Tại sao lại là cocktails? Bởi vì sở thích đó là sở thích của mình. Mình thích làm về cocktails. Mình mua rượu về, mình tự làm các loại cocktails, học trên mạng, tự nghiên cứu, rồi tự làm. Các bạn có thể check qua cái Instagram của mình. Ngoài ra thì một lý do khác đó là mình muốn chia sẻ để các bạn cách làm các loại rượu cocktails. Rồi thì hướng dẫn các bạn là chỉ ra những sự khác biệt giữa các loại cocktails với nhau. Tại vì mình biết rằng là ở nhà nhiều bạn vẫn hiểu sai về các loại cocktails. Thì kiểu ngoài ra thì mình cũng muốn hướng dẫn các bạn làm này. Để đầu mình sẽ giao lưu thêm với những bạn cùng sở thích như mình. Cũng nói luôn là mình không phải một người chuyên nghiệp. Mình tất cả mọi thứ là mình tự học hết. Cho nên là nếu các bạn có ném gạch thì hãy ném nhẹ thôi nhé. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hai loại cocktails đầu tiên, đó là Rainbow Shoot và Layer Shoot. Mời các bạn cùng xem. Chào mừng các bạn quay trở lại với clip của mình. Thì đây là 5 loại liquor mà mình đã đổ sẵn ra từ chai để cho cái cốc này. Như đã nói trên thì mình sẽ qua đây là Baileys, Amaretto, Grenadine, Picosa và Minkui. Thì để làm Cleo này, mình sẽ bắt đầu từ Grenadine. Bởi vì nó nặng nên mình cứ đổ thẳng vào. Sau đó, hãy sử dụng thìa và đổ thẳng tiếp vào. Thì ở đây mình sẽ hướng các bạn là dùng thìa. Thìa nhỏ. Và bạn đổ. Sau đó hãy lọc cái thìa này thật sạch và tiếp tục với cái liquor thứ hai, đó là Lucrosa. Đó, lọc thìa tiếp, tiếp tục đổ Amaretto. Lọc thìa và hơn cũng là được Pituin. Vậy là đã hoàn thành ngày xong 5 layer của cái món mà mình giới thiệu cho các bạn. Mình nghĩ rằng là cocktail rất là dễ dàng đúng không? Đây là cái shoot của mình mà hướng dẫn cho các bạn đã hoàn thành. Cái này là cái Ask the Barman shoot gồm 5 layer Grenadine, Kelly, Lucrosa, Miracle, Midori. Thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đây là layer shot. Every day is a rainbow of colors, colors all. Chào mừng các bạn quay trở lại. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái rainbow shoot. Thì đầu tiên các bạn phải cần một shaker. Sau đó cho 15ml của Grenadine. Sau đó cho một lớp đá vào. Sau đó dùng bát spoon cho sweet and sour mix lên bề mặt. Sau đó cho nước cam ép lên phía trên. Sau đó lại cho thêm một lớp đá vào. Sau đó cho vodka. Các bạn cho 15ml lưu của sao sạch liquor. Đây là cái strainer để nắp vào. Đây là công đoạn khó nhất, đó là các bạn sẽ cho cái lưu sao lên bề mặt của strainer và đổ vào tháp cái shot.
xong cái rainbow shoot. Thì theo cái scale này thì màu đỏ là màu ngọt nhất và màu nặng nhất, màu xanh nhập biển. Đây chính là rainbow shoot. Mình vừa hướng dẫn các bạn làm layer shoot và rainbow shoot. Nếu các bạn nào mà có chung một sở thích như mình thì hãy chia sẻ bằng cách comment phía dưới đoạn video này, hoặc là nếu các bạn thích thì các bạn có thể like hoặc là subscribe nếu các bạn muốn để xem những vlog tiếp theo của mình sẽ làm như nào. Mình chắc chắn rằng những vlog tiếp theo sẽ có nhiều điều thú vị đang chờ đợi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Peace.